Ngôi nhà lịch sử này chính là của gia đình đồng chí Lê Văn Sĩ, bí thư chi bộ Yên Trường, Thọ Xuân lúc bấy giờ, nơi được chọn làm địa điểm tổ chức hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào ngày 29 tháng 7 năm 1930. Và cũng tại ngôi nhà này trước đó một tuần đã diễn ra thành lập chi bộ Cộng sản Yên Trường, tiền thân của Đảng bộ huyện Thọ Xuân ngày nay. Do yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ cách mạng lúc bấy giờ, dưới sự chỉ đạo của Sứ ủy Bắc Kỳ, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 chi bộ Cộng sản gồm chi bộ Hàm Hạ Đông Sơn, chi bộ Phúc Lộc Thiệu Hóa và chi bộ Yên Trường Thọ Xuân. Đồng chí Lê Thế Long, bí thư chi bộ Hàm Hạ, được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy và là bí thư tỉnh ủy đầu tiên của Đảng bộ Thanh Hóa. Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa là bước ngoặt quan trọng chấm dứt giai đoạn khủng hoảng kéo dài của phong trào đấu tranh cách mạng ở tỉnh ta do thiếu sự lãnh đạo của một chính đảng. Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ quan trọng trước mắt, đó là xây dựng đảng, xây dựng tổ chức nông hội đỏ, công hội đỏ, cơ quan ấn loát, phát hành tờ báo Tiến Lên, đồng thời chuẩn bị lực lượng để tiến hành tổng khởi nghĩa khi thời cơ đến. Từ cuối năm 1935 trở đi, phong trào cách mạng đã phát triển rộng khắp ở nhiều phủ huyện trong tỉnh nhằm chuẩn bị cùng với cả nước tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, các địa phương đã khẩn trương chuẩn bị lực lượng để tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền. Mở đầu là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ngày 24 tháng 7, 1945 ở huyện Hoàng Hóa, đêm ngày 18, rạng sáng ngày 19 tháng 8, 1945, sau khi Ủy ban khởi nghĩa tỉnh phát lệnh tổng khởi nghĩa, nhân dân và tự vệ các huyện nhất tề vùng lên lật đổ chế độ thực dân phong kiến giành chính quyền. Cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Thanh Hóa giành thắng lợi nhanh chóng. Ngày 23 tháng 8 1945, từ đình làng Ngô Xá Hạ ở căn cứ Thiệu Hóa, lực lượng cứu quốc gồm hàng nghìn tự vệ của các huyện Thiệu Hóa, Đông Sơn, Yên Định, Thọ Xuân đã tiến về thị xã Thanh Hóa ra mắt quốc dân đồng bào. Đồng chí Lê Tất Đắc, Chủ tịch Ủy ban Hành chính Cách mạng lâm thời, tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng và kêu gọi toàn dân đoàn kết bảo vệ chế độ mới, đồng lòng chung sức để xây dựng quê hương Thanh Hóa phát triển đi lên. Gần một thế kỷ trôi qua, mặc dù trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, nhưng ngôi nhà của gia đình ông Lê Văn Sĩ, nơi diễn ra sự kiện thành lập Đảng bộ tỉnh, vẫn hiện hữu với thời gian như một chứng tích lịch sử. Ông Lê Văn Thìn năm nay đã 80 tuổi, là con trai của chiến sĩ cách mạng tiền bối Lê Văn Sĩ, cùng với những người thân trong gia đình đã có công lớn trong việc trông coi, bảo quản và gìn giữ ngôi nhà lịch sử này. Ngôi nhà của gia đình ông Lê Văn Sĩ giờ đây đã trở thành địa chỉ đỏ, là nơi thế hệ trẻ huyện Thọ Xuân và các địa phương trong tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, báo công và dâng hương, tìm hiểu về lịch sử, truyền thống cũng như thân thế sự nghiệp của các bậc tiền bối. Từ đó giúp cho thế hệ trẻ tự hào với truyền thống cách mạng của quê hương, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Đền đáp công ơn to lớn của các bậc tiền bối đã không quản gian khổ hy sinh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để mang lại nền độc lập tự do, cuộc sống ấm no hạnh phúc ngày hôm nay.